Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Mình là Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem riêng với mình qua trang Facebook Chiêm Tinh Cổ Học hoặc Instagram. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này nhé. Trước khi bắt đầu video, bắt đầu trải bài chung thì mình nếu các bạn có nghe thấy tiếng xây dựng tiếng xây dựng từ xa thì đấy là do khu nhà mình đang có nhà đang sửa, có hơi ồn ào một chút, các bạn thông cảm. Hôm nay trời Hà Nội nóng rồi, nóng và nắng. Mình đã chuyển từ mặc đồ dài tay sang đồ cộc tay rồi, nhưng mà vẫn tiếc là một cái chúng mình phải ở nhà chứ không được ra ngoài hít thở khí trời rồi đi chơi như mọi ngày. Thế nên các bạn ở Hà Nội hoặc là các bạn tỉnh thành khác thì cũng cố gắng trong đợt này mình ở nhà nhé, ở nhà và nghe YouTube của mình, và buồn quá thì có thể đặt lịch xem riêng với mình, thuận lợi thế còn gì. Ok, thì chủ đề ngày hôm nay đó là tiếp theo của cái series dự đoán tháng 4. Hôm qua thì là dự đoán sự nghiệp, tài chính, học hành của tháng 4, thì hôm nay sẽ là dự đoán tình cảm cho tháng 4. Và hôm nay mình cho các bạn uống trà nhé. Thì ngày nào mình cũng phải uống hoặc là trà hoặc là cà phê hoặc là cacao thì mình mới chịu được. Nhưng mà trà đây không phải là trà pha với nước không đâu, mà mình phải cho sữa đặc có đường vào, sữa ông thọ vào. Nói chung ăn uống nó cũng hơi ngọt, nhưng bù lại là mình không có uống trà sữa trân châu ở ngoài tiệm. Đây là trà sữa do mình tự pha. Rồi như thường lệ có 3 tụ bài nhá. Tụ 1 đó là gói trà đào, cả 3 đều thuộc hãng Anmat màu cam á. Tụ thứ 2 là trà dâu màu hồng, và tụ thứ 3 là trà táo màu xanh. Đó, mình nhắc lại tụ 1, tụ 2, tụ 3. Các bạn hãy chọn tụ nào mà các bạn bị thu hút nhất ngay bởi lần nhìn đầu tiên, và có thể chọn nhiều hơn một tụ. Và sau khi các bạn chọn xong, mình sẽ vào tụ đầu tiên, tụ 1, được chưa nào? Cho câu hỏi là dự đoán tình cảm tháng 4. Ok. Xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người chọn trà đào, trà màu cam. Mình sẽ để trà ở đây. Và đây là trải bài của các bạn. Các bạn có 5 lá bài trà. Mình sử dụng bài trà và bài mặt trăng. Mình sẽ tiếp tục sử dụng bài mặt trăng cho đến khi nào mình hết nghiện thì thôi. Hết nghiện bài ấy. Dạo này đang nghiện bài này. Trăng non ở Kim Ngưu và Waning Moon. Waning Moon là gì nhỉ? Tí mình sẽ xem sau. Trước hết thì mình thấy, thôi thì mình xem luôn đi, tò mò. Waning Moon. Ế, nó không ghi ở đây các bạn ạ. Ở đây. Cái này là khi mặt trăng đang bé dần. Đấy, mặt trăng đang nhỏ dần, nghĩa là sau khi nó trăng tròn á. Sau khi trăng tròn thì trăng bắt đầu nhỏ lại đúng không? Falling away. Rồi, thế này nhá. Mình không biết dịch sang tiếng Việt cái này, mình gọi là Waning Moon thôi. Thì mình cảm thấy là các bạn tụ 1 đang có gì đấy nó hơi bế tắc trong chuyện tình cảm nhá. Nó bế tắc trong chuyện tình cảm vì cảm giác như các bạn kiềm chế lại cái tình cảm, hay kiềm chế đưa ra một cái quyết định đã tương đối lâu rồi. Ví dụ như là các bạn đang độc thân, các bạn muốn tỏ tình với một ai đó, các bạn muốn rút ra khỏi mối quan hệ mập mờ với một ai đó, muốn làm từ lâu lắm rồi nhưng chưa làm được. Thì trong tháng này có một cái lời động viên dành cho đến với các bạn là làm đi. Ok, với các bạn đang trong một mối quan hệ đi, thì có thể là các bạn trong tháng này mình quyết định là sẽ chia tay, hoặc là quyết định nói những cái điều mà mình khó chịu, mình không hài lòng ở cái mối quan hệ với người kia. Nhưng dù là thế nào đi nữa thì cần có một cái sự giải tỏa năng lượng. Mình cảm thấy giải tỏa năng lượng, giải tỏa tâm tư, suy nghĩ. Ok chưa nào? Um,
Mình cảm thấy như là lẽ ra ấy là các bạn phải giải tỏa cái chuyện này từ lâu lắm rồi. Các bạn phải đưa ra quyết định từ lâu lắm rồi. Yêu hay không yêu, chả dép bố còn về. Yêu thì tiến tới, không yêu thì dừng lại. Hoặc là trong một mối quan hệ thì bạn khó chịu với em gái mưa của người yêu, hoặc là anh trai mưa của người yêu. Bạn muốn nói với người yêu lắm rồi nhưng mình cứ cả nể. Mình cả nể xong mình ngại là mình sợ là mình nói thế xong thì lại cãi nhau. Và bạn đã ôm cái cục tức trong lòng cũng tương đối lâu. Rồi thì nó phát triển thành cái kiểu không phải cục tức nữa mà là một cái bọc tức, được chưa? Thì mình nó cái này giống cái cục u ác tính. Mới đầu thì nó lành tính nhưng xong bạn không chịu chữa, thế sau nó dần dần nó phát triển thành cục u ác tính. Nó khiến cho mối quan hệ trở nên toxic. Nó khiến cho bản thân bạn trở thành một người khó tính, đáng ghét, khó chịu. Có thể bạn không thể giải tỏa được những cái gì mình thực sự muốn nói. Thành thử ra là mình giải tỏa lên người khác, chẳng hạn một cái người nào đó không phải trong mối quan hệ chẳng hạn. Thế là thành cái này gọi là giận cá chém thớt á. Ok, thế trong một số bác còn có cái xu hướng là vùi đầu vào công việc nhá, vùi đầu vào những cái sở thích đam mê khác để quên đi cái vấn đề này, để không muốn phải đưa ra quyết định, được chưa? Nhưng mà trong tháng 4 là phải đưa ra quyết định rồi. Nếu mà bạn, thật ra thì thông điệp nó không có bảo bạn là trong tháng 4 bắt buộc sẽ đưa ra quyết định, mà có thể là một số bạn sẽ trì hoãn lại sang tháng 5. Nhưng lời khuyên dành cho các bạn trong chuyện tình cảm tháng 4 là mình đưa ra quyết định ngay bây giờ đi nhá, ngay lúc này đi. Tranh thủ đợt dịch thì thật ra chả liên quan lắm, nó tranh tranh thủ mình đưa ra quyết định luôn. Yêu ai thì tỏ tình, không yêu ai thì dừng lại. Và mình cảm thấy dù bạn đưa ra quyết định như nào đi nữa thì vũ trụ cũng ở bên cạnh bạn, vũ trụ ủng hộ bạn, Thu Anh ủng hộ bạn nhá. Một số bạn có thể như là mình muốn muốn đưa ra quyết định nhưng mà lại bị gia đình ngăn cản, hoặc là gia đình kiểu can thiệp vào chuyện tình cảm của mình ấy. Đó, thì đây cũng là cái lúc mà bạn đứng lên và bạn dành phần quyết định vào bản thân. Bạn mới là cái người nắm nắm chuôi à, các bạn mấy cái người người gọi là thế nào nhỉ, chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, cho cuộc sống của mình mới phải là cái người bảo mình làm gì nhá, chứ không phải là người khác. Rồi, và các thông điệp từ bài mặt trăng cho bạn là gì? Đầu tiên nhá, đó là cái lá warning moon này, đó là bạn cần giải tỏa cái gì trong lòng. Đấy, như mình đã nói là có cái nguồn, có cái cục u trong bạn, bạn cần phải bắn nó ra ngoài. Và nếu mà bạn không bắn cục u thì nó sẽ dần dần chuyển hóa thành khối u, dần dần chuyển hóa thành bọc u, dần dần chuyển hóa thành còn gì to hơn cái bọc không nhỉ? Cái túi à, cái túi u à? Cái bao tải u đó. Tích tiểu thành đại, ok. Và cái thông điệp thứ hai đó là cái sự sung túc đầy đủ đang nằm ở phía trước. Mặt trăng trăng non ở kim ngưu thì ý là hạnh phúc nằm ở phía trước đó các bạn. Dù các bạn làm gì thì các bạn sẽ xứng đáng với hạnh phúc thôi nhá. Thế nên mình đừng có trì hoãn cái quyết định nữa. Mối quan hệ mập mờ không thích, với mối quan hệ mập mờ muốn tiến tới tỏ tình, sợ gì bố con đằng nào, ok chưa? Và mình thấy không mất giá, không hề mất giá, hoàn toàn không mất giá khi bạn phải tỏ tình trước một ai đó. Mình chỉ đang thành thật thôi mà. Hi hi. Thế nhá, thế nên mong các bạn tụ một trong tháng 4 này sẽ sớm đưa ra được những cái quyết định quan trọng, những cái quyết định mà lẽ ra các bạn phải làm từ lâu lắm rồi. Và mình nhắc lại một lần nữa, dù quyết định của bạn là gì thì vũ trụ cũng ủng hộ bạn và Thu Anh ủng hộ bạn, và muốn nói với bạn rằng bạn sẽ được hạnh phúc thôi. No matter what, dù bạn làm gì đi nữa. Ok, đúng chưa? Mình sẽ dừng trải bài của các bạn tụ một tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ mình. Hay là bài của bạn rất là đẹp. Bye bye. Xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những người chọn
trà dâu màu màu hồng. À, đây là trà bài của các bạn. Mình có 5 lá bài trà. Mình sử dụng bài trà và bài bài mặt trăng ở đây. Xem nào, New Moon in Libra. Úi trời ơi. Ô, một cái vòng chu kỳ tình yêu, chu kỳ tình cảm mới đang bắt đầu. A new romantic cycle begins. Và tiếp theo là cái New Moon in, một cái là trăng tròn, trăng non ở Thiên Bình và một cái trăng non ở Song Tử. Cái chìa khóa ở đây đó là sự giao tiếp. Ha. Thế là có người yêu rồi. Tại sao mình lại có người yêu trong đợt dịch nhỉ? Ừ, hiểu rồi. Tức là các bạn này á, dù là độc thân hay là trong một mối quan hệ, thì cái chủ đề của các bạn là năm trong tháng này tình yêu có một cái bước chuyển mới, tình yêu bước vào một cái chu kỳ mới như thế nào. Ví dụ bạn độc thân đi, bạn và mình cảm thấy các bạn độc thân trong tụ hai đã vốn có crush rồi, đúng chưa? Ok chưa? Có sẵn crush rồi nhưng mà mình không dám tiến tới vì mình sợ người ta có thể không thích mình sợ người ta không có người khác rồi, hoặc mình sợ người ta thích người khác rồi. Nói chung là chả hiểu sợ cái gì đi nữa, sợ 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 lầm, sợ lốn. Đấy. Thì trong tháng 4 này này nhá, có thể là bạn hoặc có thể là người đó, một trong hai bên sẽ có cái sự giao tiếp nó rõ ràng hơn với nhau. Đấy, và thế là nhờ cái sự giao tiếp rõ ràng này mà hai người mới hiểu ra, à hóa ra là bên kia hoàn toàn không có người thứ ba. À hóa ra là bên kia cũng thích mình, thế mình đến với nhau thôi. Có thể bây giờ cả hai bên đều đang có sự hiểu lầm nhá, mà cả hai đều thiếu đi cái sự giao tiếp cần thiết. Và cái thông điệp này nó đúng, cái đúng, cái dự đoán này nó đúng cho cả tụ à nhầm cho các bạn độc thân lẫn các bạn đang trong một mối quan hệ đó. Với các bạn trong một mối quan hệ mà các bạn đang vui vẻ, đang tốt chẳng hạn, thì có thể trong tháng này sẽ có đính hôn. Nói chung mối quan hệ nó sẽ lên được một đến cái tầm cao khác, một cái chu kỳ khác, nhưng mà theo hướng tích cực, được chưa? À, độc thân thì có thể có người yêu, crush đồng ý mình, hoặc là mối quan hệ mập mờ thì hết mập mờ và thay vào đó là đi yêu nhau chính thức. Cãi nhau thì có thể được làm hòa. Đấy, nói chung là chuyện tình cảm của các bạn tháng 2, tháng 4 của các bạn tụ 2, tháng 4 rất là đẹp. Tuy nhiên nhá, trong tháng 4 thì nó mới tốt, còn cái năng lượng gọi là cuối tháng 3 về đầu tháng 4 đi, có thể nó vẫn chưa được ổn đâu. Nghĩa là làm sao cái năng lượng cũ, cái năng lượng hiện tại của các bạn nó là một cái năng lượng nó tương đối trầm cảm, nó không vui, nó lo lắng. Nó lo lắng rằng bên kia có người thứ ba, hoặc có thể là hai bạn đang cãi nhau rất là to và đang chiến tranh lạnh. Bạn đang lo lắng rằng không biết mối quan hệ này sẽ ra đâu vào đâu. Bạn đang mất ăn mất ngủ vì nó. Bạn sợ này sợ kia, sợ mối quan hệ sẽ chấm dứt. Đó. Tóm lại là tại thời điểm hiện tại vẫn là đang tháng 3, hoặc cùng cùng lắm là phải đến mất đến đầu tuần đầu tiên tháng 4, bạn vẫn trong cái tâm trạng rối bời như thế này. Nhưng yên tâm, bắt đầu từ tuần thứ hai trở đi hoặc giữa tháng 4 trở đi là mọi thứ nó tốt đẹp trở lại. Mà không những tốt đẹp mà nó còn lên đến một cái level, một cái cấp độ mới. Nhưng để lên được cái level đó thì giao tiếp là chìa khóa, được chưa? Giao tiếp. Mình cảm thấy nếu mà bạn không có chủ động giao tiếp thì bên kia cũng sẽ giao tiếp với bạn trước. Và thế là hai người nói chuyện với nhau, hai người mở lòng ra. Nhưng nếu bạn chủ động giao tiếp trước, bạn chủ động mở lòng trước, thì có thể bạn sẽ đẩy nhanh được quá trình, thay vì là cái level mới nó đến vào tầm giữa tháng 4, có thể nó đến từ bây giờ. Nhưng mà bạn bạn chủ động thúc đẩy quá trình, thì đấy là cái điều kỳ diệu của bài Tarot. Sẽ đưa cho bạn một cái kết quả, nó xảy ra sớm hay muộn, nhưng bạn có khả năng tác động vào đó. Và Tarot Reader sẽ chỉ cho bạn tác động như thế nào. Đôi khi là bạn hoàn toàn không thể tác động, nhưng đây là cái trường hợp bạn có thể tác động để thay đổi thời gian nhá. Mình thay đổi thời gian thôi. Nhưng kết quả thì nó sẽ luôn luôn xảy ra như thế này. Được chưa? Chẳng có gì để nói nữa. Tuyệt quá rồi còn gì.
Ôi, uống được trà dâu cái mà đỏ 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 tình luôn. Không biết là các bạn tụ hai trong ngày hôm qua thì có bị đen bạc không, chọn phải tụ sự nghiệp như học hành như thế nào. Chỉ biết là trong tuần trong tháng này các bạn rất là đỏ chuyện tình cảm ấy. Ừ. Nhưng mình nói rồi, chuyện tình cảm nhá, nó phải trải qua một cái giai đoạn đau đầu đã rồi mới đến được cái lúc này, được chưa? Còn nếu mà bây giờ các bạn vẫn đang vui vẻ thì các bạn cứ chờ đấy, phải trải qua một giai đoạn tương đối lo lắng đã. Đấy, giả sử bây giờ bạn đang vui, bạn không có vấn đề gì cả. Xong rồi bạn mất tuần đầu tiên tháng 4 tự dưng lại có biến. Nhưng đến tuần thứ 2 tháng 4 sau khi giao tiếp nó lại trở về bình thường. Chứ không phải là các bạn đang vui vẻ đùng một phát được lên level mới luôn đâu. Ok chưa nào? Phải có chút biến đã rồi mình lên được đây. Ok. Dù sao thì cũng chúc mừng. Chúc mừng là gì ạ? Chuka Hamita. Mình chỉ xem nhiều show Hàn Quốc thì mình nói nhại lại thôi chứ mình không có học tiếng Hàn. Có gì các bạn sửa sai cho mình ở dưới phần comment nhé. Ok, chắc là mình sẽ dừng trả bài của các bạn tụ hai tại đây. Thông điệp thì nói xong rồi, dự đoán cũng đã xong rồi, chẳng còn gì để chê nữa. Ok, nếu các bạn đính hôn hay là có cái tin vui thì nhớ 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 để lại comment thông báo cho mình để mình còn chia vui cùng các bạn. Giờ mình sẽ dừng video tại đây nha. Bye bye. Xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những người chọn trà táo màu xanh. Đây là trả bài của các bạn cho buổi trưa chi đã thấy hưng hực tình yêu rồi. Úi dồi ôi. Romance in the end. Chà, hái chà. À, mình biết rồi. hai lá bài mặt trăng. Hôm nay mình sử dụng bài trà với bài mặt trăng. A time for healing balsamic moon và gibbous moon, toàn từ mà mình chưa gặp bao giờ. You are very close to achieving your goal. Đây là mặt trăng sắp sắp lặn hẳn à? Trăng khuyết, gọi là trăng khuyết đi. Cái này là trăng, trăng này là trăng gần tròn, trăng ngay trước giai đoạn tròn, còn trăng này là trăng ngay 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 trước, ngay trước giai đoạn trăng non. Ôi, mình cũng không phải expert, mình không phải chuyên gia về trăng, nhưng đại để nó là như vậy. Em tụi ba có khá nhiều thứ để nói đấy. Trước hết là mình thấy các bạn tụi ba nhá, có thể là mình vừa mới ra khỏi được một mối quan hệ, mình vừa mới cãi nhau xong với người yêu và mình đã làm hòa làm lành rồi, thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà bạn đang chữa lành cho bản thân mình, được chưa? Dù các bạn còn độc thân hay trong một mối quan hệ, khi mà các bạn đang chữa lành thì các bạn cần phải làm gì các bạn biết không? Các bạn nên ở một mình để cơ thể tự lành lại nhá. Và mình thông báo với các bạn luôn là nếu các bạn đang trong một mối quan hệ thì có thể thời điểm này các bạn nên giữ khoảng cách một chút với người yêu, vì cứ đến gần người yêu là có thể cãi nhau nhiều. Mình cần thời gian ở một mình để sắp xếp lại cái tâm tư suy nghĩ trong đầu, chứ bây giờ cứ gặp nhau thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, các mâu thuẫn nó vẫn còn đó. Dĩ nhiên là cần gặp nhau để có sự giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn từ hai bên, nhưng trước đó cần phải có cái sự giải quyết đơn phương đã, xong rồi hai bên mới cùng gặp nhau và chia sẻ những cái ý kiến cá nhân, được chưa? Cần như thế. Thứ tháng tư có thể là các mình đang có một cái thời điểm mà các mình cần phải ở chậm lại một chút, ở một mình một chút để chữa lành, giao tiếp ít thôi. Nó khác với tụ hai. Tụ hai là giao tiếp đi, nói thẳng ra. Thì tụ ba là các bạn đang cần ngẫm nghĩ lại đã. Bây giờ cứ nói là sẽ chửi nhau, quạc quạc vào mặt nhau. Mình còn một cái điều nữa muốn nói với các bạn là các bạn đang đến gần cái việc chữa lành xong rồi.
kiểu như các bạn đang loading khoảng 90% rồi, còn 10% nữa thôi. Kiên trì nào, kiên trì nhá. Bởi vì mình cảm thấy có một số bạn có thể không kiên trì nổi, có một số bạn sẽ đánh mất kiên trì mà lao vào một mối quan hệ mới rất nhanh và nó không được an toàn cho lắm. Thế nào là một mối quan hệ mới nhanh và thiếu an toàn? Ví dụ các bạn còn độc thân, lẽ ra là các bạn nên độc thân thêm một thời gian nữa, nhưng các bạn lại vội vội vàng vàng lên Tinder các bạn tìm bạn trịch. Nói thẳng ra là mình cảm thấy trong cái tụ ba nó là cái năng lượng của lust, không phải love, love là tình yêu, lust là lust, có nghĩa là nó sự thu hút lẫn nhau nhưng mà ở cái phần tình dục á, chứ không phải là ở khoản cảm xúc, được chưa? Có thể là trong tụ ba các bạn đang có cái năng lượng như thế, các bạn lao vào một mối quan hệ vì cái điều đó, vì lust. Thì sang tiếng Việt là gì rồi nhỉ? Vì lust đi, chứ không phải là vì love, không phải là vì tình yêu. Mà bây giờ mình chưa chữa lành xong mà mình đã lao vào rồi, thì coi như công sức của mình đổ bể cả. Thế nên mình mới bảo mối quan hệ này có thể nó hơi nhanh và nó hơi thiếu an toàn. Thiếu an toàn, có thể một số bạn mới đầu sẽ bảo là đây chỉ là mối quan hệ thể xác thì sẽ không bị tổn thương về mặt tinh thần bởi nó ấy. Oh no no no. Khi mà mình có quan hệ thể xác với ai đó, mình rất dễ có tình cảm với người đó. Mình nhớ đã đọc cái này ở đâu, cái này giống như kiểu một cái nghiên cứu khoa học hay sao á. Mình nhớ đã đọc trên mạng về điều này. Thế nhớ bây giờ qua cái thời gian quan hệ với cái người mới này mà mình có tình cảm với người ta và người ta lại không có tình cảm với mình thì sao? Hoặc người ta là kẻ kiểu dân chơi chính hiệu thì làm sao? Thế thì lại phải healing từ đầu à? Mất bao công mới đi được đến quãng đường này. Trời ơi, bình tĩnh lại cho mình một chút. Được chưa? Với các bạn đang trong một mối quan hệ, có thể là câu chuyện nó sẽ như thế này này. Các bạn đang ngừng liên lạc với người hiện tại để cả hai cho nhau thời gian, nhưng thay vì ở nhà và sám hối, đập đầu vào tường nghĩ xem mình làm gì sai, các bạn lên Tinder và các bạn nói với những người trên Tinder rằng em đang độc thân này hoặc anh đang độc thân này. Xong ai đó bảo bạn tại sao đã chia tay đâu, bạn bảo là nhưng mà không nói chuyện được khoảng 1 tuần hay 2 tuần rồi đó. Có cái gì đây nó hơi thiếu kiên nhẫn và nó hơi vội vàng trong tháng này. Mình chậm lại một chút nhá, mình cứ từ từ một chút để tránh các hiểu lầm không cần thiết. Từ từ thôi, bạn đang sắp healing được rồi, sắp vượt qua cái giai đoạn đau khổ chuyện tình cũ rồi. Còn nếu là đang trong mối quan hệ thì hai bạn sắp tới là sẽ nói chuyện lại với nhau được rồi. Đấy, nên là mình cho qua cái người cũ đã, rồi hãng tìm người mới. Với một số bạn nhá, có thể là các bạn chia tay người cũ này, xong các bạn chưa quên được người cũ, các bạn lao vào người mới với mục đích là để quên người cũ. Âu vào thế thì rất là tội cái bạn mới, đúng không? Những các bạn mới yêu mình thật lòng, sau để phát hiện ra mình chỉ là cái vật thế thân, làm vậy là bị nghiệp đấy. Cẩn thận, ăn hành quả báo đấy. Hành quả. Ok, được chưa nào? Các bạn tụ ba chú ý cho mình trong tháng 4 này nhá. Mình cũng chẳng biết là tháng 4 tất cả mọi người đều bị cấm túc ở nhà mà các bạn vội vàng gặp ai không biết nữa. Mà gặp người lạ thời điểm này cũng nguy hiểm cơ. Lại cả hai dương tính thì bỏ bu. Thế nhá, cẩn thận cho mình. Chậm chậm lại cho mình, lời khuyên các bạn tụ ba chậm chậm lại cho mình. Ok chưa nào? Chắc là mình sẽ dừng trải bài các bạn tụ ba tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ mình. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian tới và chậm chậm lại thôi. Bye bye.